Nhưng mà chúng mình cùng quan sát xem suối chúng mình có cảm thấy thiếu thiếu một cái thứ gì đấy không? Bè. Thiếu gì nhỉ? À, nếu có thêm bè thì suối sẽ trở nên như thế nào? Bè. Cô cũng đồng ý, nếu mà thêm những chiếc thuyền bè vào thì suối của chúng mình sẽ rất là đẹp đấy chúng mình ạ. À. Mẹ của bạn các con nhé. Và mẹ bạn Minh Nhật có mang thêm một quả quà để tặng ai đây? Tặng các con. À, tặng tất cả chúng mình. Vậy chúng mình cùng ra đây để khám phá hộp quà của mẹ bạn Minh Nhật nào. Mấy cô ra đây nào. Rồi chúng mình cùng ngồi xuống đây nào. Chúng mình ngồi xuống đây nhá. Ông hỏi mẹ một bạn quà và khám phá hộp quà cho các bạn xem nào. Các bạn khám phá hộp quà nào. 1, 2, 3 mở. Rồi bạn chúc giờ đây cho các bạn xem nào. Các con mở tay ra. Hộp quà gì đấy nhỉ mẹ bạn? Ôi trời. Gì nữa? Đây là gì nhỉ? Tre này. Và đây là gì nữa? Còn có cái gì đấy? Mẹ chuối nữa này. Và những tờ giấy nữa. Thế với những nguyên liệu mà mẹ bạn Minh Nhật tặng chúng mình này, chúng mình có ý tưởng làm gì không nhỉ? Chúng mình sẽ làm gì? À, làm bè. Vậy theo các con, bè, các con biết gì về cái bè? Các con biết gì về cái bè? Bạn nào biết về cái bè? À, bè thì không biết gì về bè. Bè đi ở đâu? Trên mặt nước. À, bè nổi trên mặt nước. Vậy cô có ý tưởng gì? Những nguyên liệu này để thiết kế những cái bè nổi trên mặt nước, chúng mình có đồng ý với ý tưởng của cô không? Có. Anh nào có ý tưởng khác không? Có. Ý tưởng chúng mình sẽ làm gì? Làm bè. Tốt, nhất trí này. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng về nhóm của chúng mình này, cùng tạo nhóm này để rủ bạn cùng làm bè với mình. Chúng mình có đồng ý không? Có. Mình nhẹ nhàng đi về nhóm của mình nào. là những cái thanh gì, thanh gỗ thẳng đúng không nhỉ? Như thế nào nữa? Đây là cái
cái gì đấy con? Đây sẽ là cái gì? Cái gì nhỉ? Cái để dính vào là cái gọi là cái gì? Băng gì? Keo và băng dính à? Thế còn ở dưới có cần không? Có. Thôi con làm thêm nữa đi. Bản thiết kế rất là hay này. Nhóm con đã xong được bản thiết kế chưa? Bản thiết kế này này, ra đi ăn đi. Đây là những thanh bè đúng không nhỉ? Con làm ra hay ra một tí nữa nè. Đúng rồi, tiếp tục nào. Đây con vẽ lại đi. À đây là bản thiết kế của các bạn này. Rất là đẹp rồi đúng không nhỉ? Các nhóm đã xong bản thiết kế của mình chưa? Dùng cái gì để dính vào với nhau?
À, băng dính của các con dính đã chắc chắn chưa? Gần như này đã chắc chắn chưa? Con có cần cô giúp đỡ gì không? À, thì các con nó như thế nào để cô về thì chúng mình sẽ chắc chắn nhất nhé. Cái này thì dài chứ không ngồi. Cái này phải ngắn chứ, ngắn như thế này là làm hai cái bè. Bè của con chắc chắn rồi, con có cần cô giúp đỡ gì không? À, cô thấy bè con rất là chắc chắn rồi. Nhưng mà các con cùng kiểm tra lại bè của nhóm mình nhé. Sửa lại. Nhóm con làm bằng tre đã xong cái bè chưa? Các con thấy cái bè rồi. Các con có gặp khó khăn gì trong quá trình làm không? Các con khó khăn gì đấy? Các nhóm đã xong cái bè của nhóm mình chưa? Rồi. Chúng mình cùng quan sát và xem có cần chỉnh sửa cái gì không nhá. Nhóm các con đã làm được bè bằng nguyên vật liệu gì đây? Bằng chai. À, bằng chai à? Vì sao các con lại làm được cái bè như thế này? Dùng bát dính chai lại với nhau. À, thế nhóm các con muốn thả bè ở đâu đấy? Ở suối. Con muốn thả bè ở suối à? Sản phẩm của các con có giống với bản thiết kế không? Có. À, con có chia sẻ gì với cô và các bạn về cách làm bè ngày hôm nay? Các con đã làm bè như thế nào? Chia sẻ về cách làm giúp cô với nào. Dùng băng dính này gì nữa? Dính chắc lại với nhau. À, dùng băng dính dính chắc lại với nhau này. Cái bè của các con đã chắc chắn chưa? Rồi. Có cần chỉnh sửa chỗ nào không? Không ạ. À, các nhóm có muốn chỉnh sửa lại cái gì không? Không ạ. Vậy cô mời chúng mình này sẽ cùng cầm lấy những chiếc bè của mình và chúng mình cùng ra bên suối nào. Để chúng mình cùng thử nghiệm xem bà bè chúng mình có ngồi được trên mặt nước không nhá. Chúng mình cùng nhẹ nhàng ra đây. To lên tí. Nào, chúng mình cùng thả nào. Ra đi được không? Thank you.